mình cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng về cho ngất ngây trời mây. Bà ai đang nói với thầy Tám, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cho rồi nhà tôi với anh đây làm xuôi. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền xinh lứa thiệt vừa đôi. Ngày nay xuân hộp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xá là vui. Sắc son nào phai, tương lai chung một hương đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên vơi vơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật và lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa quý vị và cô bác anh chị, đúng là thu về thì mùa cưới cũng về, để rồi trăm hoa đua ngát vẫn còn nở bên rạng trường. Vâng, ước gì anh hóa thành mây, ước gì cho em trải cảnh mênh mang đất trời, cho đẹp tiếng hát nụ cười, hát rồi ta lại hát lên, hát cho môi thắm má hồng thêm xinh, hát cho tình nghĩa lâu bền, hát cho đôi bạn trẻ suốt đời bên nhau. Kính thưa quý vị và cô bác anh chị, đúng là thu về thì mùa cưới cũng về, để rồi trăm hoa đua ngát nở bên rạng trường. Ước gì anh hóa thành mây, ước gì cho em trải cánh mênh mang đất trời. Kính thưa quý vị và cô bác anh chị, ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai bên gia đình và sự đồng tình giúp đỡ của anh em và bạn gần xa.
chú rể Thái Thanh cùng với cô dâu Thùy Linh tổ chức ngày trọng đại lớn nhất trong đời và có sự hiện diện của toàn thể các anh, các chị và các bạn đã có mặt tại sân khấu tình yêu cũng như hôn trường cưới ngày hôm nay. Tôi thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt hai bên gia đình cũng như gia đình nhà trai, nhà gái và cô dâu và chú rể xin được gửi gắm tới toàn thể quý anh, quý chị và cô bác anh chị lời cảm ơn chân thành nhất từ hai phía gia đình, nhà trai và nhà gái. Và theo thông báo ban tổ chức ngày hôm nay thì ngay bây giờ giờ Thăng Long, giờ Hoàng Đạo, giờ đẹp nhất của cô dâu và chú rể sẽ trở lại tới sân khấu tình yêu ngày hôm nay. Và trước khi bước vào buổi liên hoan mừng duyên mới cho hai bạn trẻ ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện cao nhất cho hai họ cùng ban lễ tân xin được trở lại với sân khấu tình yêu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và ngay bây giờ quý vị và cô bác anh chị chúng ta sẽ hướng về hôn trường cưới. Đó là hai vị đại diện cao nhất cho hai họ cùng ban lễ tân đang được trở lại với sân khấu tình yêu để cùng chung vui ngày hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Vậy thay mặt ban tổ chức chúng tôi, xin quý vị và cô bác anh chị chúng ta hãy lộ những tràng vỗ tay lớn nhất, toàn năng nhất cho sự trở lại của hai vị đại diện cao nhất hai họ cùng ban lễ tân.